chia sẻ cho anh em cái cách mà để cho anh em khi đi chơi mà đánh bài đấy kín đáo nhất, an toàn nhất là như anh em nhìn này. Đấy, cầm bài đúng không ạ, bỏ lá đi này để lấy bài lớn nhất về mình này. Đấy thì tôi chia rất là xanh chín cho anh em cùng nhìn. Đấy thì bài mình 100% sẽ là bài lớn nhất, 100% bài mình sẽ là bài lớn nhất anh em nhé. Đấy, liêng 3, 4, 5 này, thử lại một ván nữa cho anh em này, thử lại một ván khác cho anh em cùng nhìn anh em nhé. Đấy, chiến bỏ 2 lá này đúng không, bỏ 2 lá anh em chia thì bài của anh em 100% sẽ là bài lớn nhất thôi. Đây, bài này 4 điểm đúng không ạ, bài này 3, bài này 7 đúng không ạ, bài của anh em đây 9 điểm. Như anh em có thể thấy, trước mặt mình hoàn toàn không bỏ một cái gì ra đúng không, không có máy móc, không có điện thoại, không có gì cả. Thì tại sao mình có thể biết được như vậy? Đấy, tại sao mình có thể làm được như vậy? Thực chất mình vẫn đang sử dụng một chiếc máy đánh bài và mình có sử dụng thêm là một bộ phụ kiện để hỗ trợ khi anh em đi chơi máy đánh bài. Đấy, ví dụ mình sẽ bật loa của con máy đánh bài lên này. Đấy, con máy đánh bài thì mình đang để một nơi rất là kín như này, mình không cần phải bỏ máy đánh bài ra anh em nhé. Mình đặt bài này, mình đặt bài ở dưới, mình cầm vào bài, anh em nghe đấy không ạ, máy báo 4, máy báo 4 thì anh em chuyển bỏ đi 4 lá thôi, là bỏ đi 4 lá cho anh em rất là đơn giản. Anh em chia thì là bài anh em sẽ là bài lớn nhất rồi, rất là đơn giản như thế này. 3 điểm này, 5 điểm này, 5 điểm đúng không ạ, bài mình 6 điểm lớn nhất. Đấy, rất là đơn giản. Ví dụ như con máy đánh bài này, đây con máy đánh bài đây nhá, mình bỏ ra ngoài hoặc là mình để thẳng lên này đi, mình để thẳng lên chân mình giấu ở trong bên trong người mình như thế này đúng không ạ, vẫn đánh bình thường cho anh em này. Đấy, mình cất ở trong, mình vẫn đánh bình thường cho anh em thôi. Ta cầm bài, anh em đấy không ạ, chuyển cầm bài trên tay này, máy báo 5, anh em bỏ đi 5 lá cho mình, anh em chia bài anh em sẽ là bài lớn nhất. Nó đem lại cho anh em một cái độ hiệu quả là tuyệt đối và độ an toàn cũng là tuyệt đối. Đấy, tại vì bây giờ anh em đi chơi ấy, cũng rất là nhiều quái rồi, người ta sẽ không cho anh em bỏ điện thoại hay bỏ cái gì ra ngoài, anh em vẫn có thể chơi được dòng máy đánh bài này. 8 điểm đúng không ạ, vẫn thua bài mình này. Đấy, liên quy cả át rất là ok cho anh em, dù sân chơi có quái đến đâu anh em cũng đều có thể có cách sử dụng để giúp cho anh em là người giành chiến thắng. Một con máy đánh bài hỗ trợ cho anh em chơi được tất cả các trò chơi liên quan đến bài lá như là xâm lốc, ba cây, liêng, bài cào, đấy, phỏm, chắn, binh sập sám, binh Ấn Độ, tiến lên 15, tất tật bất kỳ một trò nào liên quan đến bài lá là đều có thể hỗ trợ được cho anh em. Đấy, đối với đấy, con máy đánh bài nhá, khi đi kèm phụ kiện, ví dụ như mình đang sử dụng là một chiếc vòng tay phụ kiện của nó, đánh cũng rất là ok. Còn ví dụ sân chơi của anh em người ta cho để điện thoại ra ngoài thì anh em có thể dùng trực tiếp con máy đánh bài này cũng được, cũng rất là ok. Đây, hoặc là anh em khi đi chơi này, ví dụ anh em được để điện thoại ra ở ngoài đúng không ạ, anh em để điện thoại ra như thế này, đấy anh em nhìn đúng không ạ, màn hình điện thoại thì gần như là màn hình điện thoại iPhone, con máy ấy, máy của nó thì rất nhiều kiểu dáng này, iPhone 7 Plus cũng có, hay như dòng máy Samsung cũng có, anh em thấy không, dòng máy Samsung rất là đẹp cho anh em này, cũng có luôn, không thiếu. Giá cả thì nó chỉ từ 7 triệu thôi. Đấy, và tặng kèm cho anh em đó là một cây bài trị giá 700.000, rất là ok, rất là thoải mái. Một bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho anh em máy, tai nghe. Đây, tai nghe siêu nhỏ như thế này, sạc và bài. Đấy, tai nghe này anh em đeo vào tai này, hoàn toàn là không ai có thể phát hiện ra được anh em nhé. Đấy, còn khi anh em sử dụng, ví dụ anh em không cần cái vòng tay này, anh em muốn sử dụng trực tiếp vào máy ấy, thì đây anh em có thể là dùng trực tiếp camera của máy này là cũng rất là ok. Đấy, và anh em chỉ việc đặt bài xuống là máy sẽ báo cho anh em này, màn hình thoát ra ngoài bình thường nhá. Đặt bài ấy, anh em đúng không ạ, cháo ơi, cháo bài bình thường, đặt bài đấy, máy báo 4, bỏ đi 4 lá thôi. À, chia
bài anh em lớn nhất, chả cần biết là bài khác như thế nào, 100% bài của anh em sẽ là bài lớn nhất thôi. Đấy, rất là đơn giản cho anh em sử dụng, đúng không ạ? Hoặc anh em có thể biết được bài lớn nhất, biết được bài lớn thứ gì, đấy, biết được bài tất cả các người chơi, rất là đơn giản, chỉ bằng một thao tác anh em nhé. Là đặt bài này rất là nhanh, thấy đúng không? Bỏ đi hai lá đấy, đúng không? Chia và bài anh em sẽ là bài lớn nhất. Đặc biệt những anh em nào mà đang thua tha sử dụng cái bộ sản phẩm này thì tuyệt đối rồi. Đấy, nó sẽ giúp cho anh em là có thể là gỡ lại những gì đang mất rất là nhanh chóng. Tại vì anh em đi chơi liêng, anh em lấy được bài lớn nhất về mình thì ăn rất là nhanh, đúng không? Đấy, thì anh em nào mà muốn trải nghiệm trực tiếp với cái bộ sản phẩm này, đấy, anh em có thể đến trực tiếp cơ sở bên mình. Thì bên mình có hai cơ sở ở trên màn hình của anh em. Cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em đến nơi nhé, anh em alo số hotline ở đây 0937 60 44, là sẽ có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm về các bộ sản phẩm. Anh em dùng thử thoải mái, anh em xem thử thoải mái, anh em ưng anh em lấy thì anh em mất tiền, không thì không mất bất kỳ một khoản phí nào anh em nhé. Đấy, bên mình thì mức độ uy tín đặt lên hàng đầu cho anh em. Còn đối với những anh em ở xa không cần lo lắng, bên mình nhận gửi hàng cho anh em. Khi anh em nhận hàng, anh em gọi video cho mình sẽ hướng dẫn anh em cách dùng. Anh em ưng, anh em dùng xong cảm thấy ok sản phẩm và chất lượng hiệu quả, anh em đem lại cho anh em cái lợi ích thì anh em có thể là nhận hàng, thanh toán tiền, không anh em chỉ việc trả ship hoàn về, bên mình hoàn toàn là thoải mái cho anh em. Đấy, thì anh em hãy nhanh tay kết bạn đến số hotline 0937 60 44, kết bạn qua Zalo, gọi điện trực tiếp, nhắn tin đều được, là sẽ có người trực 24/24 để tư vấn cho anh em. Đấy, thì cuối video, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.